Có chuyện gì vậy cô Chính? Tao có tin này nè, không biết có giúp gì được cho mẹ con tụi bay không. Mà có chuyện gì cô Chính? Ở ngoài chợ á, có một nhóm người lạ, nghe đâu á là quan khâm sai cùng với tùy tùng á từ kinh về đó. Thật vậy sao cô Chính? Ừ, chính mắt tao thấy mà. Cả nhóm người á ăn mặc á giống như là dân thương buôn chứ không phải là quan phục. Nhưng mà ở trên thắt lưng á có thẻ bài của quan lớn. Nhưng sao cô biết đó là quan khâm sai? Thì tao thấy cái thẻ bài đó. Nhưng mà bây giờ thật hay giả thì mình cũng phải thử, chứ ngồi ở đây mà cứ hồ như vậy sao được. Vậy họ đi đường nào hả cô Chính? Họ đang đi vào hướng làng của mình đó. Dạ, cảm ơn cô Chính. Út, Tí Anh, đi theo mẹ, nhanh lên. Dạ. Dạ, xin đợi một chút. Các người làm gì vậy? Mau đứng lên. Nghe nói có quan khâm sai di hành ngang cái làng này, chúng tôi có nỗi oan ức, xin được diện kiến ngài. Dọn ra đi, ở đây không có quan khâm sai nào hết. Tôi xin ngài hãy giúp tôi, cho tụi tôi gặp quan khâm sai. Nếu ngài không giúp, hãy bước qua bốn mạng người này. Bà này thật là lì lợm, ăn nói hoàng xiên. Dọn ra, dọn ra đi, dọn ra. Có cái gì mà ồn ào vậy? Có chuyện gì thì gia đình hãy đứng lên rồi hẳn nói. Nếu có nỗi oan ức gì thì hãy kể cho ta nghe. Dạ, đa tạ quan lớn. Chồng của tiện nữ bị quan huyện và tên Tô Hoàng làng này thông đồng hãm hại, xin ngài hãy cho tra xét. Quan huyện làng này có dính líu tới chuyện đó sao? Dạ bẩm dân, chuyện này có vẻ nghiêm trọng, nhưng nó ở đây không tiện, tai dách mạch rừng, e rằng sẽ nguy hiểm tới tính mạng của bốn người các ngươi. Tạm thời hãy đưa gia đình họ đến nơi vắng vẻ để ẩn náu, ta sẽ từ từ thẩm tra. Cả nhà hãy theo ta. Dạ, cảm ơn quan. Quan khâm sai kêu tôi nấu nồi cháo thịt này cho gia đình quan đó. Ngủ một đêm xong, sáng mai ngài sẽ đưa các người ra đối chất với quan huyện. Xin gửi lời đa tạ đến quan khâm sai. Quan lớn thiệt là tốt. Thôi, ráng ăn đi để có sức, để ngày mai cùng ra công đường nữa. Dạ. Mẹ, cháo ngon quá mẹ ơi. Ngon thì có ăn đi. Dạ. Nhà bọn chúng có bốn người, bây giờ đã nằm gọn trong tay của tôi. Cậu muốn xử lý sao? Cứ cho cả nhà nó ăn no say, khi nào ngấm thuốc các người cứ trói gô chúng lại và cho xuống thuyền rồi thả trôi sông. Như vậy là êm đềm, và coi như dân dục này sẽ sống yên ổn như chưa hề có mẹ con của ả tồn tại. Dạ, tôi biết rồi. Mẹ ơi, mẹ coi chừng ở đây nha, tao đi ngoài chút. Thank you.
cháo đi con. Mẹ thổi con ăn nha. Dạ. Nè, dừng lại. Có chuyện gì vậy? Ủa, cô Mót, sao cô lại ở đây? Không được ăn cháo này. Tên cơm sài đó là giả. Chúng được tên Tô Hoàng thuê để hãm hại gia đình mấy người. Nhưng mà sao cô lại biết? Bây giờ tên quan cơm sài giả đã tới gặp Tô Hoàng để nhận thưởng bạc rồi. Các người mau chạy trốn đi. Đi. Nhưng sao tôi biết những lời cô nói là sự thật chứ? Trời ơi. Ê, ê, ê. Ê. Mày sao vậy? Mày sao vậy? Sao vậy? Bị gì vậy? Như là có ai vừa mới đánh tao. Ông chủ, để bọn họ mà sống á là chết cho tôi hoàng đó. Đi. Chạy đi, không là mất mạng đó. Chạy. Đứng dậy đi tới anh. Nhìn lên. Nhìn lên đi. Cẩn thận đó con. Chạy đi. Chạy đi con. Nhìn lên. Chạy. Lẹ đi Út. Lẹ đi. Chết rồi. Họ trốn mất rồi. Đuổi theo bao lên. Dạ dạ. Bao lên. Chạy. Chạy lẹ đi. Út, nhanh lên em đi. Dạ. Út, chạy lẹ đi. Chạy lẹ đi. Nó kìa. Nó kìa, bắt nó. Dạ dạ. Dạ. Nhanh lên. Anh ơi, đi 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 anh ơi, con đâu rồi? Đi anh ơi, đi anh ơi, đi anh ơi, đi anh, đi anh ơi, đi anh. Tí anh ơi. Tí hai. Tí hai. Tí anh ơi. Tí anh. Tí anh ơi. Tí anh. Tí anh ơi. Nè chị à, đứng dậy đi. Đứng dậy. Con đâu rồi Tí anh ơi? Con có nghe mẹ kêu không? Ở bên này nguy hiểm lắm. Nhưng xích qua bên này nè. Nhưng mà Tí anh ơi. Chị hai. Đi qua đây. Nè cẩn thận. Chị hai, mình tìm nãy giờ mà không thấy Tí Anh ở đâu hết á. Có khi nào không được nghĩ vậy. Ngày nào mà chưa tìm thấy Tí Anh thì mình vẫn còn hy vọng. Nè Út nè, em bồng Tí em đi, chị xuống dưới tìm một lần nữa. Nè nè nè, trời 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 ơi. Chị hai, mình quần cả buổi rồi tìm có thấy Tí Anh đâu. Chị đừng đi nữa. Chị ơi, anh Lực anh mất rồi. Chị anh bây giờ không biết sống chết là sao. Chị mà có bà gì em sống sao đây. Rồi tí em nữa, nó cần có chị mà. Chị phải nghĩ cho tí em nữa chứ.